Có Nương Kiều hỏi: Sư phụ ơi, con cho con hỏi là con ngồi, con tập ngồi thiền mới có mấy lần thôi mà con bị lắc quá, con sợ quá, con muốn khắc phục thì làm thì phải làm sao? Mà thiền mà bị lắc á, là do mình có cái nghiệp ân oán với nhiều đời nhiều kiếp, với nhiều gọi là nghiệp tiền kiếp, thì chỉ có sám hối và cứ kiên trì thời gian sẽ hết, chỉ có vậy thôi. Cho nên cái thiền đó là mình biết nó có hiệu quả. Khi mình lắc á, là cái con ma hay là nghiệp á, họ không có muốn mình tu. Tất cả những con ma ích kỷ á, nó chỉ muốn mình thành ma giống nó thôi, nó không có muốn mình thành tiên. Thành tiên mình bỏ ra là thế gian không có chịu, ích kỷ lắm. Thì mình phải lại sẽ nói, mình xin nó thay cho tôi. Cũng giống như đứa nào có một chồng quá quậy á, anh tha cho em để em đi thu, em về trời đi theo anh đánh em có ngày có bữa em buồn buồn à, mới nghe cái đài vậy đó, bà ra bà cắt củi bỏ vô máy sấy, máy sấy đó. Có ai nghe đó không? Có đứa nào nghe không? Có nghe câu chuyện đó không ạ? Nó công nhận cũng hay nha. Bây giờ ông đó là tạo nghiệp là đã xong rồi, cái bà này bà thêm tạo nghiệp nữa, cái người ta có đó quý nhất tự nhiên đi cắt bỏ vô máy sấy sấy. Bà ở tù nên không biết tù nó vậy con. Mà trong các cái chút hôm nay là bảo đảm cho bộ hy vọng là đứa nào làm mấy chuyện kỳ nhỉ nha. Có giận chồng lấy cà rốt cắt, lấy củ cải rồi cắt, rồi áo bồ phải bỏ vô máy sấy 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 rồi đưa ly nước cho nó uống. À, vậy nó hay hơn cái cô quý của ta để nó ngủ. Ngại nghe vô nó chuyện cười.